Chị Hằng Phan Quế Chi cảnh báo với clip chị Hằng Nga 10 phút. Mới đây, chị Hằng Phan Quế Chi chia sẻ trên trang cá nhân bài viết "Anh em cập nhật chưa? Cập nhật dùng tôi với, tối cổ quá chả biết gì. Ai đã có link ở bình luận thì cho em đi." Kèm theo bài đăng này là hình ảnh chụp một bài đăng khác có nội dung chị Hằng Nga 10 phút cùng chú quậy hot nhất hôm nay và ảnh chụp Quế Chi trong lần hóa thân thành chị Hằng phát quà trên máy bay. Bên dưới bài đăng, Quế Chi để lại bình luận cảnh báo mọi người cẩn thận nick Zalo hay Facebook nhỏ này nha. Nó kêu có link, bạn mình vô xin nó gửi vậy, bạn mình nhấn vô tự nhiên điện thoại báo đường link về. Nhấn vào thì tụi nó bắt nhập OTP trong điện thoại, mọi người cẩn thận không mất 3.000 đô la. Trong một bình luận khác, Quế Chi để lại ảnh chụp cuộc hội thoại với người tự nhận là có clip Hằng Nga 10 phút. Theo đó, người này gửi rất nhiều clip dừng chiếu và khẳng định là của chị Hằng Quế Chi. Tuy nhiên, phía Quế Chi đáp trả gay gắt, "Ủa mắt em bị mối ăn hả? Anh xin lỗi, anh không biết em bị mù." Tất cả hành vi tung tin giả sai sự thật nhằm mục đích câu view hoặc để thu sự chú ý nhằm quảng cáo, bán hàng đều bị nghiêm trị trước pháp luật.